Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3, Đoàn phường Trương Vương tổ chức sinh hoạt ngày đoàn viên năm 2023 với chủ đề Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Dự chương trình có đồng chí Trần Văn Dầu, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Uông Bí, lãnh đạo phường Trương Vương, đại diện chi bộ khu dân cư, các chi bộ trường học trên địa bàn. Chương trình gồm các tiết mục văn nghệ sôi nổi trẻ trung do các đoàn viên thanh niên, đội viên trên địa bàn phường biểu diễn. Đại biểu và đoàn viên thanh niên đã ôn lại truyền thống 92 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, điểm lại các hoạt động tháng thanh niên năm 2023 của đoàn phường. Theo đó, Ban chấp hành đoàn phường đã chủ động sáng tạo đổi mới trong triển khai nhiệm vụ công tác đoàn, ghi dấu bằng nhiều công trình phần việc thiết thực như tạo mã quét QR code tại điểm di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Đình Đền Công, Miếu Cổ Linh, ra quân hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng mã định danh điện tử, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, ra quân ngày Chủ nhật xanh, phối hợp với ban giám hiệu các trường học tổ chức ngày hội tiến bước lên đoàn với nhiều hoạt động ý nghĩa, kết nạp đội viên thiếu niên tiền phong, vũ điệu tuổi thần tiên, sinh hoạt ngày đoàn viên. Hoạt động của tổ chức đoàn được đoàn viên thanh niên đón nhận, được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Những kết quả đó tiếp tục là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tổ chức đoàn và tuổi trẻ trên địa bàn phường trong thời gian tới. Cũng trong chương trình, đoàn viên thanh niên đã hào hứng tham gia các hoạt động tập thể, tìm hiểu về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 92 năm rèn luyện và trưởng thành. Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Trương Vương đã hướng dẫn cài đặt ứng dụng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng mã định danh điện tử. Buổi sinh hoạt ngày đoàn viên năm 2023 do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Trương Vương tổ chức nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giúp đoàn viên thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn về lịch sử hình thành và phát triển của đoàn trong suốt 92 năm qua, từ đó khẳng định vai trò niềm vinh dự khi là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.